Xin chào quý vị và các bạn. Đây là một cái cây thuốc mà chết làm thuốc bán chạy nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Đây là cái cây gọi là cây dây trường xuân, bạn nhé. Như uh, chết xuất, rồi là đức chết xuất từ lá trường xuân chữ ho. Có, có có tên tên gọi khác là bách cước ngô cộng. Có tên gọi khác là như thế. Thì, uh, cái dây trường xuân này nó có uh, tính vị và công năng là một dây trường xuân có vị đắng này tính mát này có tác dụng là khư phong giải độc hoạt huyết tiêu sưng quả trường xuân có vị ngọt tính ấm đấy. có tác dụng trừ trừ phong đấy, hoạt huyết đấy. thì lương nghi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là đây là một cái cây thuốc À, đã du nhập vào nước Việt Nam và nó là một cái cây thuốc à, mình cũng nghiên cứu trên cơ sở khoa học rồi nó là một cây thuốc tốt và mình cũng đang à, mình đang đang trồng ở đây đây là toàn bộ à, cái bã này là cái bã bên dưới đen đen này là, là cái bã thuốc này còn dây trường xuân thì nó mọc rất khỏe này thì à, muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là những công năng và những tính năng thực dụng của cái cây cây lá trường xuân này đây là lá trường xuân nó có ba 3 ba tẻ tẻ ba đấy tẻ ba là như thế này và nếu mà nó già thì nó nó sẽ bớt xanh đi còn đây là cây, cây 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 lá non và đây là cây lá già đấy. cây này thì cũng hiện tại bây giờ cũng dùng làm rồng làm cảnh rồi là trồng treo dưới cửa nhà cũng rất đẹp đấy. Cái lá trường xuân nó mọc rất dài, dây trường xuân này mọc rất dài, nó có thể dài một vài mét, đây các bạn xem. Nó dài một vài mét. Đó, đây là một cái cây thuốc uh, uh, cũng gọi là uh, rất uh, tốt. Mình cảm nhận là tốt thì mình mang về rồng Thì vườn thuốc thì mình muốn đa dạng các cây thuốc tốt. Thì uh, tại sao thì nó là tốt tại vì là cái pan mà chiết xuất từ lá trường xuân này là chữa ho. Đấy. <laughs> bán chạy nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì uh, mình làm nghề thuốc thì luôn luôn tư duy vào gọi các những cái cây thuốc tốt và những cái vị thuốc tốt mình mang về trồng đấy đây là toàn bộ những cái cây trường xuân mà à, mình đã mua về trồng đây để trồng đấy để là, là, là chữa bệnh à, rồi là, là chữa bệnh cho bệnh nhân này rồi là dùng để ừ, nghiên cứu xem nó thực chất nó như thế nào thì mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết. Đây là toàn bộ dây lá trường xuân. Đấy. Sau đó pan Đức thì nói Salopan pan uh, thuốc ho pan của Đức thì ai cũng biết rồi. Thì đây là cái cái lá này nó chiết xuất ra đây. Đấy. Lương Y cũng xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn uh, trong những video tiếp theo Và những cây thuốc uh, hiện tại giờ đang mọc tại Việt Nam và uh, cả cây thuốc nhập ngoại uh, và những cây thuốc tốt mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn uh, biết thêm trong một video tới đây. Đấy. Lương Y xin cảm ơn uh, các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.